thử coi ông dở lên để coi nổi không. Rồi bao nhiêu ký anh? Như là bị như là cái bẫy rồng vậy đó, bẫy rồng bẫy rồng vậy đó. Tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay mình sẽ đến ngôi chùa Phước Kiến Tự, còn có cái tên khác đó là chùa Lá Sen. Thì nơi đây có những cụ rùa có số tuổi trên 100 năm tuổi, thì mình mời mọi người vào trong để có thể tận mắt thấy những cụ rùa này có những cái gì mà đặc biệt làm thu hút tất cả mọi người đến để mà viếng chùa nha. Thì mình mời mọi người. Đặc biệt trong ngôi chùa Lá Sen thì có những ông quy trời linh thiêng. Ông là lên đây là mỗi ngày hả cô, hay là ở dưới ao sen rồi mình là mấy sư cô có sao cũng ẩm lên ngẫu nhiên 18 năm mà. Dạ. Dạ. Buổi chiều là mấy thả mấy ông xuống dưới hả cô? Nghe nói thầy sư ông nói 5 giờ chiều là thả xuống hồ lại. Dạ dạ. Trăm lẻ chín tuổi ha. Nó 129 năm đó, ông đó là lớn nhất đó. Nhìn cái chân ông kỳ lạ. Ông có mấy cái chân này nè. Bóng mà. Đùa tu. Đùa tu. Đùa chỉ ăn chay không, không đùa ăn mặn. Thấy không? Thiệt ha. Cái này khải khách. Thiệt không chắc học đầu đi. Ông này là 129 tuổi hả cô? Ông này là lớn tuổi nhất luôn nè. Phải không? Dạ, nghe cô kia nói là ông này lớn tuổi nhất đó. Ông này tới 129 tuổi. 130 tuổi hả? 29 thôi. Cái này quấy cái đâu mày biết không kia. Mới ẩm ông lên nổi không ta? Đâu anh ẩm ông lên thử coi nổi không? Ẩm lên thử coi. Sao đâu? Ẩm lên thử coi. Vô sau lưng ẩm anh ông lên thử coi. Ông dở lên để coi nổi không? Rồi. Bao nhiêu ký anh? Rồi. Anh dở là luôn kìa. Cái giò của ông thấy là rất là cổ, như là bẫy, như là cái bẫy rồng vậy đó. Cái bẫy của ông như bẫy rồng vậy đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình ông bên kia nữa kìa. Anh nắm ở đây anh. Không họ đậu ở đâu kìa, không họ đậu quá xa quá trời xa luôn kìa. Không họ đậu không nhìn đi trời. Mấy ông kia thì ngủ. Mấy ông kia nhắm mắt ngủ luôn kìa, nằm ngủ im ru luôn. Rất là lạ. Mấy tuổi vậy? Hôm nay tới 130 tuổi hay gì? Đi rồi kìa. Rồi gì á? Ông vừa 130 tuổi rồi. 130 tuổi hả? Nghe ông, nghe chú kia nói 130 tuổi rồi. Đây có ghi chữ gì nữa kìa. Ông này là lớn tuổi nhất à? Vậy hả? Ừ. Cái ông kia nhỏ tuổi hơn, ba ông kia nhỏ tuổi hơn. Mà trên lưng ông không chữ nữa. Ông đi kìa, ông đi kìa, ông đi kìa. Ông đi kìa. Ông bò đi lại cô kìa. Cụ này bao nhiêu tuổi ta? 130 tuổi gì vậy? 130 tuổi. Ông đi lại đó kìa, ông đi lại cô kìa. Wow. Ông bò lại cô rồi cô. Người ta cho tiền cụ một giờ một cái sợi dây. Ở bên kia có ba cụ nữa kìa. Đi lại xếp hàng nè. Là đó xếp hàng luôn nè. Không thì là đó xếp hàng nè. Xếp hàng là đó xếp hàng đó. Tự xếp hàng đó nha. Cụ đắng bò lại đúng không? Cụ này nè, cụ vàng vàng này nè, cụ này bò bự.
giờ con có thấy cụ chưa? Cái chân của ông rất là thô nữa ha. Con gáp mình trên 100 tuổi rồi, trên 100 tuổi. Giống như mấy ông cụ nội ngoại của mình vậy đó. Lớn tuổi là da sầm sụn. Cái cụ bên kia là còn khỏe bò tới mình luôn. Cái ông cụ này màu khác hơn, đặc biệt hơn mấy ông cụ bên đây ha. Cụ đây có cái màu vàng. Ông ánh hơn. Ông lên chỉ gọng mà. Kìa, ông bò lên sư ông kìa. Trời ơi, ông bò lên sư ông kìa. Thì là lên dãy gồng. Ông cụ này lên dãy gồng. Mình thấy hai cái tay trước của ông. Ba ông này ngủ rồi nè trời, ông nằm ngủ đây luôn rồi. Kìa, bò lên sư ông kìa. Trời ơi, bò lên sư ông kìa. Bò lại sư ông nè. Nhà sư ông đang nằm đắng nè. Kìa, có ông đây kìa, nằm dưới chân của ông nè. Quá rồi. Tiền bát quát rồi. Ba ngã để bò lại ngã nằm ở đây có thân khẩu rồi. Không có bò cho đây nghe. Bò chung với cái bậc Phật đó, nằm tĩnh tâm đi. Ở ngoài ta rờ nó có tiền hết rồi. Đi cho mầm nhiễm về. Không chết chui xong lên ra. Có rờ ngoài bò có cái trời vô trong cái bậc Phật á. Sao đó, quẹ qua nghe, không chung vô cái trống nghe. Rồi ông đi kìa. Ông dặm dò. Ông dặm dò kìa. Tại cái miếng gạch chỗ đó nó bị chợ. Bị cái móng nó mòn. Dạ, vì tại đi. Do cái gạch nó trơn nè ông. Gạch men của mình trơn nè. Chợt cứ nghe bịch bịch cái mai. Quẹ qua. Quẹ ra ngoài rồi đi mới lại chung với bằng Phật được. Để coi đó làm sao. Nằm mà chứ té hoài nằm mà. Gạch mà. Thấy bò thôi, phải bò chung với cái bằng Phật đó mới đúng tiêu chuẩn thôi. Còn nằm đó là chưa đạt tiêu chuẩn. Ôi chui vô được cái đó luôn mới. Ôi chẹo qua luôn kìa ông, chẹo qua luôn kìa sư ông. Cho tự động. Chẹo qua luôn kìa. Dướng hay dướng. Chẹo qua luôn. Trời ơi, chẹo qua lấy luôn kìa. Dướng rồi. Ông chẹo qua luôn, ông chẹo qua cái chân trống luôn kìa. Không chịu qua chân trống luôn kìa. Thì hết được rồi, dưới ngay đó luôn rồi. Chèo qua luôn, không chèo qua luôn. Kìa, ông ngóc cái đầu lên. Ngóc cái đầu lên, ông chèo qua luôn kìa. Do được rồi, được rồi, được rồi. Kìa, ông chết cuối cùng. Trời ơi, ta qua được rồi. Qua được địa bàn đó. Chèo qua luôn được rồi. Vô trong này nằm mà vô ngay chỗ bàn thờ nằm luôn. Tới đâu là vô. Vô lên. Chán không rồi. Dạ đi chứ. Còn cái chỗ còn nghe. Rồi nghỉ rồi đó, rồi vô đó nằm rồi đó.